trực Tổng Liên hội. Căn cứ công văn số 15333 trên SNVTG ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp quyết định điều 1, bổ nhiệm mục sư Trần Duy Khang giữ chức vụ quản nhiệm chi hội Tin Lành An Phú Thuận tại số 252 ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Điều 2, dấu vụ lệnh này có giá trị cho một nhiệm kỳ 4 năm, từ năm 2023 đến năm 2027. Điều 3, mục sư Trần Duy Khang và chi hội An Phú Thuận chấp hành quyết định này kể từ ngày ký. Giờ đây trân trọng kính mời mục sư đến để nhận giáo vụ lệnh và chứng minh thư. Tôi xin thay cho mục sư hội trưởng và ban trị sự Tổng Liên hội trao giáo vụ lệnh cho mục sư Trần Duy Khang để ông chính thức quản nhiệm chi hội Tin Lành An Phú Thuận, và cầu xin Chúa ở cùng thêm sức cho ông trong công việc của Ngài. Xin kính mời mục sư viết cho mình. Đây là ấn tín mà học giáo hội đã tin cậy và giao phó cho mục sư để ông sẽ thực hiện vai trò của mình là quản nhiệm của hội thánh ở tại khu vực. Nhân ngày vui hôm nay thì ban trị sự Tổng Liên hội cũng có trao tặng một phần quà cho mục sư, đó là quyển kinh thánh, hầu cho ông đọc lời của Chúa và giảng dạy lời của Chúa để giữ mình, giữ bài của Chúa, để gây dựng và phát triển hội thánh của Chúa là nơi đây. Kính mời đồng mục sư cùng toàn thể hội thánh chúng ta đứng lên. Kính lại Đức Chúa Trời cao cả một quyền năng, Ngài đã đấng chọn và lập chúng con để trở nên những tôi tớ của Ngài. Vào buổi sáng hôm nay, Hội Thánh của Chúa long trọng tổ chức chương trình lễ bổ nhiệm cho đầy tớ của Chúa, mục sư Trần Duy Khang, chính thức quản nhiệm chi hội Tin Lành An Phú Thuận. Tôi cầu xin thần của Chúa đầy dẫy trên tôi tớ của Ngài, để tôi tớ của Chúa được tự do mọi bề rao giảng lời của Chúa, từ đức tin của mình truyền đạt đức tin đến cho con cái của Chúa, hầu cho mỗi ông bà anh chị em con tại An Phú Thuận được vững lòng tin cậy và phó thác cuộc đời của mình trong sự yêu thương của Chúa, trung tín với Ngài cho đến trọn cuộc đời. Nhân danh Đức Chúa Trời ban ngôi, xin Chúa ban phước cho tôi tớ của Ngài để ông được thi hành chức vụ của mình một cách kết quả tốt đẹp. Nhiều người sẽ được gây dựng đức tin, nhiều đời sống sẽ được thay đổi, và con cái của Chúa qua lời của Ngài sẽ được thịnh vượng, được may mắn bội phần. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng ban ơn cho tôi tớ của Chúa biết chăm sóc cho hội thánh của Ngài, yêu thương bầy chiên của Ngài, gìn giữ mỗi ông bà anh chị em con bước đi trong đường lối của Chúa. Đặc biệt Ngài cũng ban cho gia đình tôi tớ của Chúa được sống hạnh phúc, yêu thương để làm gương tốt cho cả bầy. Chúa ban phước cho bà mục sư cũng được đầy ơn của Chúa để giúp đỡ cho chồng của mình hoàn thành chu toàn mọi trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho ông. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con cầu xin Chúa ban ơn thật nhiều cho ban chấp sự hội thánh, các con cái yêu dấu của Chúa tại An Phú Thuận sẽ hiệp một lòng, đồng một ý, hết lòng giúp đỡ cho tôi tớ của Ngài hoàn thành mọi công tác
mà Chúa giao phó trên đời sống của ông trong 4 năm chức vụ của mình tại nơi đây. Còn nhân danh Chúa, cầu xin Thánh Linh của Chúa tràn ngập trên hội thánh của Ngài, ban cho mỗi tấm lòng được mạnh mẽ, được nóng cháy để sốt sắng rao giảng tin lành của Chúa cho đồng bào của chúng con ở trong khu vực. Chúng con cảm ơn Chúa lắm. Xin Chúa cũng ban cho tôi tớ của Chúa được ơn ở trước mặt các vị chính quyền các cấp, hầu cho chức vụ của tôi tớ của Ngài được hanh thông, được phát triển và nhiều hội thánh của Chúa được mở mang qua chức vụ của đầy tớ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Giờ đây chúng con hiệp một lòng kính dâng tôi tớ của Chúa, ông bà mục sư Trần Duy Khang trong bàn tay yêu thương của Chúa, kính dâng hội thánh của Chúa tại An Phú Thuận trong sự yêu thương của Ngài, và mỗi người chúng con song trong con đường phước hạnh, trong sự thịnh vượng và may mắn bội phần mà Chúa đã hứa cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh cầu an toàn. Kính mời mục sư trở về.